Chào các em, chúng ta lại gặp nhau ở vòng thi số 6 William Bích của khối lớp 8, nick số 2 ha. Những câu nào đã làm ở nick 1 thì thầy sẽ không làm nữa ha. Các em trở về nick 1 các em coi. Chọn liên tiếp hai ô có giá trị bằng nhau. Rồi ta cần một cái tờ nháp để lưu kết quả. Bài đầu tiên, 12x bình y bình mà chia cho 6x bình y bình thì sẽ thành 2. Cái này các em học trên lớp là dễ quá. Trừ 1 người ta cho rồi, trừ 0,75 người ta cũng cho rồi. Rồi, bài này thì theo cái kỹ thuật thầy đã dạy ở khóa học V81 thì các em sẽ tìm được giá trị lớn nhất trong vòng 7 nốt nhạc thôi ha. Đó, rất là nhẹ nhàng. Rồi, giá trị lớn nhất của nó sẽ là -3/4, tức là -0,75, đạt được khi x bằng -1/2. Vậy em nào mà nắm được học cái khóa học V81 của thầy rồi thì các em sẽ thấy là rất là nhẹ nhàng ha. Cũng cần nhắc lại là thầy cũng rất là cảm thấy là phấn chấn, bởi vì thầy chỉ mới có mở thử một vài khóa học trên mạng thôi, nhưng mà lượng học sinh đăng ký học rất là đông. Trang web Bùi Nguyên Luận wordpress.com ha. Mọi thông tin về các khóa học online thì thầy sẽ đưa trong cái trang web này. Trước mắt là thầy gửi tới các em là các cái khóa luyện thi Vlambit trên mạng. Học những khóa này xong thì trình độ cũng như là tốc độ giải các cái bài toán trên mạng của các em sẽ rất là được cải thiện đáng kể. Và chúng ta có thể dự thi các cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh một cách nhẹ nhàng ha. Lớp 9 thì có cấp quốc gia nữa. Để đăng ký khóa học V81, các em vào trang web ha và đăng ký theo hướng dẫn, có video hướng dẫn học luôn. Hướng dẫn cách đăng ký rất đơn giản ha các em. Nếu hứng thú thì các em nên tham gia. Còn bài này, nếu giải theo cơ sở toán học thì chúng ta sẽ giải như thế nào thì thầy cũng trình bày luôn. Chứ không thôi để các em lại thui chột khả năng suy luận toán học nữa thì mất công lắm ha. Đây, M sẽ bằng trừ mở ngoặc x mũ 2 rồi trừ 2x, xin lỗi, trừ 2 nhân x nhân cho 1/2 cộng cho 1/4. Rồi giờ các em coi có bằng như cũ không nha. Phá ngoặc ra là trừ x bình là bằng như cũ. 2 nhân 1/2 là hết. Vậy là trừ của trừ x là sai rồi. Chỗ này phải là cộng mới đúng. Rồi sẽ cộng thêm là 3/4. Các em thấy cái này thực ra vẫn bằng biểu thức ban đầu á. Trừ x bình vẫn bằng nè. 2 nhân 2 là còn x thôi. Trừ x vẫn bằng ban đầu nè. Rồi trừ 1/4. Trừ 1/4 thì bên ngoài này phải là bao nhiêu? Trừ 3/4, xin lỗi các em. Trừ 1/4 trừ 3/4 nó mới bằng lại trừ 1 ha. Thì cuối cùng nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng trừ x cộng cho 1/2 tất cả bình cộng cho -3/4 ha. -3/4. Cái này thì lớn hơn bằng -3/4 kìa. Đó, như vậy giá trị nhỏ nhất là -3/4 và đạt được khi x bằng -1/2. Cái chỗ này nè, cái bình phương thì luôn luôn lớn hơn bằng 0, gắn dấu trừ thì lại luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng 0. Một cái nhỏ hơn bằng 0 tức là cao nhất bằng 0 đó, còn lại là nhỏ hơn 0. Thì lúc được cộng với cái này, lúc cộng với -3/4 thì nó cao nhất nó sẽ bằng, ở đây thầy gõ lộn rồi ha, nhỏ hơn bằng các em nhé.
nhỏ hơn bằng -3/4. Mọi vấn đề chi tiết về giá trị lớn nhất và nhỏ nhất, đủ tất cả các dạng, nằm trong khóa học V81 ha. Nằm trong khóa học V81 và còn nhiều cái phần kỹ thuật khác nữa. Các em nếu thích thì đăng ký, còn nếu biết rồi thì thôi các em nhé. Rồi thầy trở lại bài thi. 11 141. Phần 14. 141 chia cho 14 thì bằng, thôi để nguyên 141 đi kìa. 141 phần 14 là để đó, cặp bằng nhau mà, đâu cần tính là chi tiết đâu. Rồi, cái loại toán này cũng nằm trong, là một trong những cái nội dung mà trong khóa học V81 có đề cập tới các em nha. Ở đây thầy giảng nhanh thôi, các em cố gắng thuộc lầu cách làm. Còn muốn hiểu chi tiết thì vô khóa học V81 mà học ha. Đa thức x bình cộng 3x cộng a chia hết cho đa thức x trừ 5. Thì ở trong khóa học đó thầy có giới thiệu rất là nhiều cách, rất là nhiều cách để giải. Còn ở đây trong khuôn khổ thời gian giới hạn thì thầy chỉ giới thiệu cách nhanh thôi. Đa thức x mũ 2 thì khi chia cho đa thức x trừ 3 thì muốn chia hết á, thì các em chú ý là ở trên lớp thì các em làm theo toán cục dọc đúng không? Làm theo toán cục dọc. Còn ở đây thì thầy cung cấp cho các em một cái ghi nhớ luôn. Muốn đa thức này chia hết cho đa thức x trừ 5 thì nghiệm của đa thức x trừ 5 phải là nghiệm của đa thức bị chia. Mà nghiệm của đa thức x trừ 5 là x bằng 5 đó các em. Và cái số x bằng 5 đó cũng phải là nghiệm của đa thức bị chia. Như vậy là các em lấy cái số 5 đó thay vào đây thì nó phải bằng 0 nha. Vậy là ta sẽ có là -5 bình phương cộng 3 nhân cho -5. Tới đây ta sẽ có là a sẽ bằng -25, chuyển vế đổi dấu luôn, cộng 15. Tức là a sẽ bằng -10 các. -10. Mọi chi tiết các em vào khóa học V81 các em xem nha. Cái định lý đó, cách chứng minh nó và cách áp dụng nó. Vậy ta sẽ có tiếp là bằng -10. -10. Giá trị x thỏa mãn cái này. Rồi, ta dùng kỹ thuật đã học trong khóa học V81 xử lý luôn. 3x cộng 1 bình cộng mở ngoặc 5x trừ 2 bình bằng 34 x cộng 2 x trừ 2. Rồi kết quả x sẽ bằng 141. Đúng y chang cái 141 phần 14 luôn. 141 phần 14. Còn các em giải bằng tay á thì các em cứ khai triển ra thôi nha, khai triển ra. Rồi chuyển vế đổi dấu rồi thôi, mà nó sẽ mất rất nhiều thời gian đó các em. Cách giải bài này chúng ta cũng giải trong vòng 7 nốt nhạc nếu đã tham gia khóa học V81 rồi các em nha. Rồi bài dưới, x bằng -7 thì ráp vô đây là -7 bình là bằng 49, 49 -50 là ra -1. Và tiếp theo là -40. Thầy nhắc lại trang web của thầy là buongluon.wordpress.com ha. Sắp tới thì ngoài những khóa học về trên mạng online, thầy sẽ mở thêm những khóa học thêm song song với kiến thức ở trên lớp của các em, từ dạng cơ bản cho tới dạng khá và dạng nâng cao. Thì nếu các em sắp xếp được thì tham gia. Học phí thì cũng chẳng bao nhiêu đâu ha. Chủ yếu là lan tỏa kiến thức thôi. Rồi, bây giờ ta chọn những cặp bằng nhau. 141 với 141. Rồi, -1 ở dưới cùng với lại -1 trên đầu. -0.75, hai cái sát nhau luôn. Rồi, -40.
Hình như là nãy mình giải bài này sai rồi nè Kim. Thầy giải lại cái bài này chút. Nghiệm sai rồi. Nghiệm bằng 5 nhé, đúng không? Nghiệm của đa thức chia. Thầy nhắc lại cái định lý nha. Để có chia hết thì nghiệm của đa thức chia phải là nghiệm của đa thức bị chia luôn. Ở đây đa thức chia là x trừ 5, như vậy nghiệm của nó là 5. Và ta lấy số 5 đó thay vào đa thức bị chia thì cũng phải ra 0. Tức là phải là nghiệm của đa thức bị chia luôn á. Vậy ta có 5 bình cộng 3 nhân 5 thì bằng A. Cộng A bằng 0. Vậy A sẽ bằng trừ 25, trừ 15 và bằng trừ 40. Xin lỗi các em nha, hồi nãy tôi làm vội quá. Nghiệm là 5 mà tôi lại cứ tưởng là trừ 5. Vậy ta điều chỉnh lại cái tờ nháp một chút. Đây phải là trừ 40 nè. Và ta chọn nó với cái dưới luôn. Hai cái này sẽ đi với nhau. Vậy thôi. Ta qua bài thi số 2. Nãy giờ chưa có câu nào gặp khó khăn hết ha. Chúng ta sẽ gặp nhiều câu khó. Rồi. Bài này ta có thể vẽ hình. Để coi có thực sự cần thiết vẽ hình không. Các em cứ vẽ hình nháp trước đi. Nếu khó quá thì thầy mới vẽ hình trong này thầy làm. Còn nếu dễ quá thì thôi. Tam giác ABC cân ở A. Góc XAB kề bù với góc BAC. Cho tam giác ABC cân ở A. Góc XAB kề bù với BAC. BAC kề bù. Góc XAB. XAB kề bù BAC rồi. Góc B thì bằng 65. Ôi trời dễ quá các em. Góc B bằng 65 thì góc C cũng bằng 65, bởi vì hai góc đáy tam giác cân. Thì lúc đó góc A ở trên đỉnh sẽ lấy 180 trừ đi 65 trừ 65 nữa là bằng 50. 50 thì góc kề bù bên ngoài sẽ là 130. Bài này không cần thiết phải vẽ hình các em nha. Bài nào thực sự khó gian nan thầy mới giúp các em vẽ hình thôi. Còn mấy bài bình thường thì các em đi cho nó nhanh. Bài này thầy đã giải ở nít 1. Bài này thầy đã giải ở nít 1. Các em trở lại nít 1 coi ha. Kết quả là 135. Thầy giải kỹ ở nít 1 rồi. Gặp bài khó đi. Trời ơi sao chả có bài nào khó. Hiệu hay lập phương thì bằng hiệu nhân bình phương thiếu của tổng nè. Thì cái này với cái nào không? Nó là lý thuyết luôn mà. Hy vọng câu số 4 sẽ khó. Cũng chẳng khó nghe. Đây chính là hiệu hay lập phương nè. Hiệu hay lập phương không? Thì nó sẽ bằng hiệu nhân bình phương thiếu của tổng. Rồi nó sẽ bằng hiệu x trừ 2y nhân cho bình phương thiếu của tổng, tức là x bình, rồi cộng cho a nhân b, tức là cộng 2xy, rồi cộng cho 4y bình. Đó, như vậy đa thức E chính là cái bình phương thiếu này nè các em. Đa thức E chính là đa thức này, bình phương thiếu của tổng nè. Vậy nó là nào? Nó chính là đáp án x bình cộng 2xy cộng 4y bình à. Em nào thuộc hẳn thức thì làm câu đó phải ra chứ gì đâu mà khó khăn. Rồi phân tích cái này thành nhân tử. Thì nếu các em làm lùi á, thì các em nhân 4 cái này ra, khai triển 4 cái này ra, cái nào giống trên này thì các em chọn. Nhưng mà làm như vậy thì nó hơi kỳ cục ha. Kỳ cục lắm. X mũ 2 trừ 5x thì tách ra thành trừ 2x trừ 3x. Trong khóa học V81 thầy hướng dẫn rất kỹ cách phân tích đa thức AX mũ 2 cộng BX và cộng C nói chung thành nhân tử. Còn cái bài tập này chỉ là một trường hợp riêng à. Thì các em vào khóa học đó thì các em sẽ giải quyết được mọi bài tập dạng này luôn.
Còn bây giờ thì thầy có điều kiện thời gian ít cho nên thầy hướng dẫn tắt luôn, trừ 2x, trừ 3x và cộng cho 6. Rồi x bình trừ 2x là thầy sẽ nhóm lại thành một nhóm. Nhóm lại. Rồi trừ 3x cộng 6 thầy cũng nhóm lại thành một nhóm. Và đằng trước ngoặc là dấu trừ, như vậy bên trong là hồi phải đổi dấu đó, dấu cộng sẽ đổi thành dấu nước trừ. Bây giờ ở dưới là x rút ra, còn là x trừ 2. Trừ cho 3 lần, ở trong rút 3 ra trong còn x trừ 2. Rồi tới đây ta có x trừ 2, x trừ 3. Rút x trừ 2 còn x trừ 3 bên trong. Xong. Các em nên tham gia khóa học V81 để nắm được những kỹ thuật mà dùng từ giờ cho tới cuối năm các em nhé. Và sẽ dùng cho lớp 9 luôn. Dùng cho lớp 9 luôn. Ta qua bài thi số 3. Tìm x dương thỏa điều đó. Các em coi 2x trừ 1 là một số, lúc bình phương lên thì bằng 121. Như vậy nó có hai số lận, 2x trừ 1 sẽ bằng cộng hoặc là trừ 11. Đấy không? Bây giờ ở đây người ta đòi x là số dương, vậy các em nên chọn đáp án 11 thôi. Và từ đây các em suy ra là x sẽ bằng 6. X sẽ bằng 6. 6 x 2 12, 12 trừ 1 là 11. Bình lên là đúng là bằng 121 luôn. Đáp án bằng 6 em nhé. Hình chữ nhật thì có mấy tâm đối xứng? Có một thôi các em. Hình chữ nhật là sẽ có một tâm đối xứng, chính là giao điểm hai đường chéo, lý thuyết học rồi. Còn số trục đối xứng của hình chữ nhật sẽ là 2. Một trục dọc và một trục ngang các em nhé. Câu 4. Số dư khi chia ra thức 4x bình trừ 9 cho ra thức này sẽ là 0. Vì sao vậy? Vì 4x mũ 2 trừ 9 chính là hàng ngang thức. Nó bằng 2x cộng 3 nhân cho 2x trừ cho 3. Nó là bằng tích của một đa thức với lại 2x cộng 3. Như vậy không có dư gì hết. Số dư nó là chia hết đó. 2x trừ 3 chính là thương sau khi chia. Số dư là bằng 0. Hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là 3cm và 4cm thì độ dài đường chéo sẽ là 5cm. Các em cứ theo định lý Pythagore lớp 7 cũng sẽ làm được nha. Câu số 6, giá trị lớn nhất của cái đó thì nếu các em học khóa học V81 rồi thì để tìm giá trị lớn nhất của đa thức này chúng ta giải trong vòng 7 nút nhạc ha. Rồi xong. Giá trị lớn nhất sẽ là 13. Đạt được khi x bằng 2 các em ạ. Còn cơ sở toán học của nó là gì thì thầy xin giảng lại. Thầy sắp xếp lại trừ 2x bình cộng 8x và cộng cho 5. Trừ 2x bình cộng 8x cộng 5 thì các em rút trừ 2 ra ngoài làm nhân tử chung, ở trong sẽ còn x bình trừ cho 4x rồi cộng cho 4, rồi sẽ phải cộng với 13 để phải bằng như cũ. Trừ 2 nhân x bình bằng như cũ, trừ 2 nhân trừ 4x là bằng 8x như cũ, trừ 2 nhân 4 là trừ 8, trừ 8 cộng 15 là bằng 5 như cũ. Như vậy ta đang biến đổi rất đúng. Trừ 2 thầy giữ nguyên, x bình trừ 4x cộng 4 sẽ thành x trừ 2 tất cả bình. Rồi cộng cho 13. Rồi các em để ý nè, x trừ 2 tất cả bình thì là số lớn hơn hoặc bằng 0, dương hoặc bằng 0. Nhân cho âm 2 thì sẽ tạo thành một kết quả âm hoặc bằng 0, tức là nhỏ hơn hoặc bằng 0 đó. Mà nhỏ hơn bằng 0 thì có nghĩa là cao nhất là bằng 0 đó, còn lại là nhỏ hơn 0. Thì lúc cao nhất là bằng 0 thì vẫn được cộng với 13. Vậy cả cái này cao nhất sẽ bằng mới 13. Đó chính là giá trị lớn nhất.
và đạt được khi cái đám bên này đạt được mình phải nghe điện thoại xíu nha. Tiếp tục. Như vậy giá trị lớn nhất bằng 13 các em. Câu 7, cho 4 số lẻ liên tiếp. 4 số lẻ liên tiếp thì thầy sẽ gọi nó là gì? Alo. Alo. Dạ đúng rồi. Rồi tiếp tục, thầy có điện thoại một chút. 4 số lẻ liên tiếp thì số thứ nhất là x, số thứ hai sẽ là x cộng 2, số thứ ba sẽ là x cộng 4 và số cuối cùng sẽ là x cộng 6. Các số lẻ cách nhau hai đơn vị, em phải biết điều đó rồi đúng không? Tích của số thứ hai và số thứ tư tức là x cộng 2 nhân với lại x cộng 6 đó, là tích số thứ hai và số thứ tư hơn tích số thứ nhất với lại số thứ ba. Hơn bao nhiêu? Hơn 88. Tức là lúc trừ nó sẽ ra 88. Rồi các em dùng kỹ thuật giải tìm x trong khóa học V81 thầy đã dạy, thì các em giải được nhanh ít thôi. Còn không thì các em giải bằng tay khai triển ra ha. Rồi xong. Kết quả là x sẽ bằng 19 nha. X sẽ bằng 19 ha. Số lẻ nhỏ nhất sẽ là 19. Còn nếu các em giải bằng tay thì các em khai triển ra thôi. Khai triển ra thì cái x mũ 2 nó sẽ tự mất đi, còn là x mũ 1 thôi các em giải. Cái này trên lớp cũng thầy giải rồi nha. 19 mà nhân cho 21, thầy đang thử lại, là bằng 399. Còn 23 mà nhân cho 25, rồi ra luôn, là bằng 19 nè, 21 nè, 23, 25, là 4 số lẻ liên tiếp, tích số thứ 2 và số thứ 4. Số thứ 2 là bao nhiêu? Là 21, nhân với số thứ 4 là 25, trừ cho số thứ nhất là 19, nhân cho 23, đúng 88 luôn kìa. Câu số 8, các em vẽ hình cho tam giác ABC có cạnh E thuộc AB, E thuộc AB,
D thuộc AC. Sao cho M thuộc BC nữa. M thuộc BC. Sao cho EM song song AC. Cùng MD song song AB. Như vậy thành hình bình hành thôi. Cái vẽ hình ra các em thấy AEMD là hình bình hành nha. Rồi gọi Y là trung điểm ED. Vậy Y là trung điểm đường chéo thứ nhất. Thì nó không phải là trung điểm đường chéo thứ hai đó. Tức là AIM phải thẳng hàng. Lúc đó góc AIM, số đo của góc AIM sẽ bằng 180 độ. Tiếp tục câu số 9. Câu số 9 số 9 ta vẽ hình kìa. Hình thân cân có cạnh bên bằng 7 cm. Như vậy hai cạnh bên đều bằng 7 hết ha. Đây 7 nè, bên này 7 luôn nè. Chu vi của hình thân cân có độ dài bên 7, độ dài đường trung bình. Đường trung bình là 14. Đây 14. Đường trung bình bằng 14 thì tổng hai đáy sẽ gấp đôi 14. Tức là thành 28. 28 mà cộng với hai cạnh hai bên nữa là cộng 7, cộng 7 nữa là thành chu vi đó là 42. Chu vi hình thân cân đó là 42. Bài cuối cùng, giá trị nhỏ nhất của biểu thức này trong khóa học V81, bài này trở thành chuyện nhỏ ha. Các em đã học khóa học V81 rồi thì chắc các em đã thấy là lợi hại của cái phần đó rồi đúng không? Rồi giờ tôi giải bằng cơ sở toán học cụ thể luôn. 9x mũ 2 trừ 6xy tách ra cộng cho y mũ 2, rồi cộng cho y mũ 2 nữa, rồi cộng cho 5. Thì các em thấy là 9x mũ 2 trừ 6xy cộng y mũ 2 thì nó sẽ thành một cái hàng đẳng thức, đó là 3x trừ cho y tất cả mũ 2. Không tin các em thử lại đi. 9x bình nè, trừ 6xy nè, cộng y bình nè, rồi cộng cho y mũ 2, rồi cộng cho 5. Rồi vì thì các em để ý ha. Vì cái này không âm nè, nó là lớn hơn bằng 0, bé nhất bằng 0. Rồi y cũng vậy, y bình cũng vậy, cũng lớn hơn hoặc tồi nhất bằng 0. Vậy suy là R tồi nhất là bằng 5 kia. Hai cái này lớn hơn bằng 0 cộng lại sẽ tạo thành cái lớn hơn bằng 0. Như vậy là lớn hơn bằng 0 có nghĩa là thấp nhất là bằng 0, còn ngoài ra là lớn hơn 0. Và khi nó thấp nhất bằng 0 thì vẫn được cộng với 5. Như vậy cả cái này thấp nhất là bằng 5 này. Đạt được khi nào? Khi y bằng 0. Khi y bằng 0 là chỗ này này. Y bằng 0. Mà y bằng 0 rồi đồng thời là 3x trừ y cũng phải bằng 0 luôn. À, 3x trừ y bằng 0 luôn. Tức là lúc đó là x và y là đều bằng 0. Y bằng 0 mà 3x trừ y bằng 0 thì x cũng bằng 0 luôn kìa. Như vậy là đạt được cái giá trị nhỏ nhất đó khi x bằng y bằng 0. Nhưng mà ở đây người ta hỏi giá trị nhỏ nhất thôi thì mình trả lời số 5 thôi. Rườm rà chi cho nó sai ha. Rồi xong. Các em nhớ tham gia khóa học nếu muốn ha. Mọi hướng dẫn đều rất kỹ càng trên mạng các em nha. Đều rất kỹ càng trên mạng. Khóa học đã mở cho khối 6, khối 7, khối 8. Khối 9 thì thầy chưa mở à, sẽ mở trong 1-2 ngày tới ha. Và cũng có rất nhiều em đã đóng học phí trước, nhưng từ từ rồi các em sẽ được nhập học thôi, yên tâm. Như vậy là câu nào mình cũng làm hết rồi. 6, 1, 2, 0, 5, 13, 19, 108, 42 và 5. Thực sự thì cũng chưa có câu nào khó cả, đúng không em? Chưa có câu nào khó cả. Thầy sẽ giải tiếp cái nick số 3
và nếu cần số 4, số 5 để các em tìm những câu khó để học hỏi nâng cao trình độ. Rồi, tạm biệt các em. Hẹn gặp lại ở nick số 3. Tạm biệt.